chủ nhân mới và chủ nhân cũ ạ. Vâng. Chúc mừng chủ nhân mới, chúc mừng anh bạn. Quá nhanh chú nhỉ. Đây chỉ nói với cháu về đây không đơn giản tác phẩm mà là một công trình 25-26 năm. Ngay được người yêu thích để mà bàn giao thì đây cũng là một vinh dự để chúc cho cây chúng phát triển sạch tốt. Mọi người chia sẻ cho mình cái chia sẻ chuyển giao siêu phẩm. Như thế nào để đi đến hội nhập thì hôm nay nói hội nhập, đây chính là hội nhập lại đây. Đây là một cái tác phẩm mà người nước ngoài, kể cả những nghệ nhân không biết tìm cái dáng này khó. Cảm ơn chú. Vâng, chúng cháu cảm ơn chú. Chứ không biết là có đến 30 phút không nhỉ? Xin chào cả nhà nhá. Thế bây giờ là như nào ạ? Là hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đang xem nhá. Đây anh chủ nhân mới. Sở hữu Huyền Phục Vũ. Tri ân tất cả mọi người đã đồng hành với Bàn Chọc trong suốt thời gian qua. Mọi người chúc mừng anh này, chúc mừng nhiều, chúc mừng chú Cường. Em chào anh Sơn Bùi. Em chào anh Thinh. Cháu lại không biết chụp ảnh nhỉ. Chụp nhưng mà ví dụ như là ấy sao? Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay lại chìm đông người xem thế. Vâng, cảm ơn anh Sơn nhá. Xin chào cả nhà. Ở đây sóng yếu lắm anh ạ. 50 80 80. Hả? 80 đi. Xin xuống đi. Xin chào Viên Cương Phạm. Và xin chào cả nhà nhá. Đang đông người xem, rất đông người xem này, rất nhiều người quan tâm này. Có 100 người còn người xem. Anh ơi. Dạ. Vâng, Thi Trần ạ. Cảm ơn Thi Trần. Khương Duy, chúc mừng bác Bàn Chọc nhé. Vâng, cảm ơn cả nhà nhá. Đứng trước cây.
đông người xem quá. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhé. Thôi ấy tí ấy tí để em chụp ảnh xong rồi không có tối mất. Mua. Anh ơi từ mấy tuổi em đã mơ rồi mà. Và anh năm mấy bao tuổi? Em á? Chúng là gì đâu? Bài là bán đất. Bán nhà rồi. À, không mua nhà nữa để mua cây, không mua nhà. Bán nhà rồi anh ạ. Chào anh Xuyết nha, Xuyết giàu nha. À, bán nhà rồi. Là bán nhà rồi ạ. Em giờ đang ra phải đi cắm nhà rồi, là cắm leo rồi. Nha. Hôm nay đón Huyền Phụng Vũ ở Thái Bình. Xin chào cả nhà. Bây giờ Lan tài trợ cho cây thì bây giờ là như nào ghét anh? Anh Hậu ơi. Em giới thiệu anh thì nhá, thì đợt này em mới quyết định bán bộ đục này, Đài Loan này và cưa kéo anh ạ. Bonsai cho anh em, hội cây cảnh anh em ủng hộ video bonsai, anh lấy các cái này. Dạ vâng. Còn anh cứ dùng thử sau nào thì... Và những đồ này thì theo anh nhìn thấy liệu có dùng ok không anh? Anh nghĩ là ok đấy. Vâng. Đấy, anh là một người thợ thì anh sẽ nhìn được nó dễ hơn đúng không ạ? Ừ, ok. Vâng, ok anh. Vâng, em cảm ơn anh Chí rất nhiều nhá. Toàn cắt phát một. Cắt sướng lắm. Kéo cho cắt trăm rồi. Yeah, thôi cái này để cho anh. À dạ vâng, ok anh. Vâng. Kéo này kéo Nhật đấy anh. Ờ kéo Nhật. Ngon lắm anh ạ. Ờ, cắt trăm. Dạ vâng, vâng. Anh này chuyên dùng cắt trăm. Cảm ơn anh người đã ủng hộ em. Rồi, ok em. Vâng, vâng. Thì tiên là mới cưa lại được này. Vâng. Cưa này đúng không? Đấy, tiên lại ok. Em làm đấy. Cưa. Cảm ơn tiên nhá. Thì dòng xài này tha hồ xăng xe và tiền cầu đường đi tiếp các nhà vườn khác rồi. Vâng, những vườn mà cái này đào vào. Ba cái còn còn bỏ đi 6 cái. Vâng. Về tay cành thì phần dăm sẽ là thay đổi nhiều nhất, thì cứ mỗi một lần chú cắt ấy là một đợt thời dăm nó dày thêm. Nói chung có những phẩm là tác phẩm mình xem mãi không chán các bạn ạ, muốn xem đi xem lại không bao giờ chán được, mà chỉ muốn mua mang về cạnh mình. Thật sự là chỉ muốn mua mang về cạnh mình để hàng ngày được ngắm, hàng ngày được tưới và ngày nào ra sờ và nhìn. Đây các bạn này, thật sự là nó già một cách mình không thể tả nữa.